Chào các anh em, hôm nay Sơn lại giới thiệu nhanh cho anh em một chiếc xe Fortuner. Đây là một cái phiên bản hai cầu, máy dầu. Sơn đi xung quanh ngoại thất của xe để anh em có thể đánh giá được chi tiết như thế nào, thì Sơn sẽ làm những cái video chi tiết hơn sau. Còn bây giờ thì Sơn chỉ giới thiệu nhanh cho anh em thôi, để ai là cần có quan tâm thì có thể là liên hệ Sơn để Sơn cung cấp nhanh. Chiếc này là 2021 nhé chị anh em, mới chạy được có 50.000 km thôi. Xe mới chạy được 50.000 km thôi. Tình trạng thì giống y chang như xe trong showroom. Xe này bên Sơn đang chào bán là 1.458.000.000. Đây là giá chào bán rồi. Anh em liên hệ để có giá tốt hơn nhé. Và xe này thì bên Sơn đang hỗ trợ 80%. Anh em chắc chuẩn bị cho bên Sơn khoảng tầm 350.000 là mình nhận được xe rồi. Đó. Một chiếc xe không khác gì mới. Đây bánh Sơn, bánh còn chưa hết sơn này. Anh em thấy không ạ? Xin chào và tạm biệt các anh em.